Xin chào và cảm ơn các bác đang xem chương trình của em Cảnh. Ngày hôm nay thì em Cảnh mời các bác đi Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình để thăm một cái trang trại quy mô cũng không lớn mà thậm chí là đang tập nuôi. Số lượng ngan lần này của nhà bác chủ thì chỉ có là 500 con ngan đực R71. Thế nhưng mà cái đàn này thì 5 ngày đến 5 ngày tuổi. Vâng, 5 ngày tuổi nó đã bị bệnh rồi. Và trước đó là chết mất trong quá trình úm là chết 25 con. Và về sau thì em Cảnh phát hiện ra và em Cảnh đã điều trị. Và bây giờ thì nó được em điều trị được 2 ngày rồi. Thì hôm nay là em mời các bác vào thăm và trại xem nó như thế nào. Xin mời. Vâng, đây là một cái trang trại ngan ở huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình. Cái trại ngan này thì cũng mới tập nuôi. Đây là cái chuồng này là chuồng nuôi gà. Gà thì mới bán đây. Gà mới bán xong. Và cũng mới xử lý xong cái môi trường để chuẩn bị vào đàn mới. Đang kế hoạch là cái đàn này, cái chuồng này sẽ để nuôi ngan. Diện tích của cái chuồng này là 150 m². 150 m² nếu mà nuôi trong nhà và làm sàn thì cái chuồng này nuôi được 1.500 con ngan cái. Nhưng mà tôi thấy tương đối rộng. Còn đây là cái chuồng ngan mà mới vào. Đàn ngan nay được mấy ngày chú nhỉ? 7 tháng này. Bắt hôm mùng 10 đúng không? Mùng 10 hôm nay được 7 ngày. Ngày 18. Hôm nay 17 hay 18? 17 chứ. 7 ngày. Cái chuồng này bao nhiêu mét vuông đây? Cái này 60 mét, 60 mét là nuôi, nếu ngan cái nuôi được 600 con. Ngan đực nếu mà nuôi trong chuồng thì chỉ được khoảng 300 thôi. 300 hơn 300. Mà cái số này là chú thả ra ngoài chứ hả? Vâng, thả ngoài nhưng mà ra vườn kia. Đây là đàn ngan này được, hôm nay là ngày thứ 7. Ngày đầu tiên là tiêm cái kháng thể viêm gan ruột mỏ. Và đến ngày thứ 3 là bắt đầu là tiêm cái kháng thể viêm gan dị tả. Tức là ở cái độ tuổi này là chúng ta nên để ý cái viêm gan đối với con ngan. Cái viêm gan rất là nguy hiểm. Nhưng mà sau khi tiêm xong cái mũi kháng thể viêm gan dịch tả lần đầu tiên, tức là vào lúc 3 ngày tuổi, thì đến ngày hôm sau là nó xuất hiện là một số con khẹt, hen khẹt. Và đến ngày thứ 5 thì nó khẹt rất nhiều. Tổng đàn này là 500 con ngan đực. Và hôm nay được 7 ngày tuổi đây. Hôm nay thanh chặt đỡ rồi, qua đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Đỡ hôm qua. Đó là nó đỡ hơn và nó ăn khỏe hơn đúng không? Hơn. Hôm qua nó khỏe. Tối hôm qua nhá. Em ăn cũng 4 ca cám, đúng không? Xong em đổ hết vào. Để sáng ăn hết, xong rồi sáng rồi em đổ 4 ca cám này. 4 2 1 ca. Ăn gần hết rồi đấy. Ăn gần hết. 4 ca này này anh này. Ca này. 4 ca này là ăn hết. Từ sáng rồi. Bây giờ cái thuốc bổ này là chú cứ hết thì chú lại pha nhé. Cái thuốc bổ anh đưa cho chú đấy. Đúng hết đúng không? Hàng này. Pha đây thôi. Ở hàng chuyên dụng đấy. Ừ, pha vừa thôi. Tại vì con ngan này nó uống rất ít nước. Cho nên mình chỉ pha làm sao đủ thôi, đủ cho uống thôi. Thế rồi là mình xong rồi mình bỏ, xong rồi mình pha mới. Cái một thìa. Cái bình này nó hơi to, chú chỉ làm cái bình bé thôi. Cái bình 3 lít, cái bình này bình 7 lít. Mua cái bình con ấy, úm thì người ta nên mua cái bình 3 lít nhé. Mua cái bình 3 lít về. Trước cũng úm được gà thì em cũng lấy cái này. Ừ, luôn. Nó cũng không sao, thế nhưng mà... Nó dễ uống này nhỉ? Nó dễ uống hơn. Nó không bầy bẩn nước. Không, tức là mình dùng cái nó bé thôi. Ý là để mình lấy nước cho nó nhẹ nhàng ấy. Nói chung là hôm nay tiêm mũi này là ok nha. Còn cái kén ruột thì là chú trộn cái cặp thuốc anh đưa chú vẫn còn đúng không? Vâng. Ừ, cặp thuốc vẫn còn đó đúng không? Đấy, chú cho đấy rồi gì? Rồi rồi, ok. Thì vâng. Chú trộn tiếp cho nó đi nhé. Vâng.
À, giờ trộn thuốc ăn được rồi. À, ừ, giờ trộn đi nhá. À, em đứng chơi xong cái của nó khoái cái này mình mới cho uống cái thuốc kia. Không đánh, mình đánh kết hợp vào thì nó tác dụng nó cao hơn. À. Chú nhá. Vâng. Ừ, rồi. Ok, thì như vậy là đàn này là đến nốt mũi này nữa là anh nghĩ rằng chú cũng không phải gọi anh nữa đâu. Bởi vì nó ổn mà. Không, nó chỉ đến thế thôi. Như đàn nhà Hải đấy. À. Nó cũng chỉ vậy thôi, rồi nó không nói thôi mà. Đến lúc bán luôn. Nó đến lúc bán thì nó vẫn bị, ví dụ như là nó bị thương hàn với con y vớ vẩn thôi, thì mình uống thuốc nó khỏi mà. Nó không phải bị bệnh nguy hiểm như thế này. Chú xem đàn nhà Hải đấy, mỗi một đợt đấy thế là xong, có phải thuốc men có phải tiêm chọc gì đâu. Không tiêu anh sớm mà là 1-2 hôm sau là khác ngay đấy. Nếu mà đàn này mà chữa không đúng á, thì giờ nó chả chết khối cho rồi. Bởi vì đến hôm nay là ngày thứ 7 rồi đúng không? Đã 2-3 ngày rồi. Mà đã sau 2-3 ngày mà chú điều trị không đúng là nó chết rất nhiều luôn. Nhanh lắm. Ừ. Con này nhanh lắm. Hôm trước có một vài con hôm sau giờ chặt đầy luôn. Và sau khi tôi mổ khám thì tôi chẩn đoán đàn này là bị đàn này là viêm phổi. Tức là đàn này nó bị hô hấp, đường hô hấp. Và đồng thời tôi nghi nó có cả reo nữa, reo virus nữa. Cho nên là ngày thứ 5 là tôi đến tôi mổ khám thì tôi đã cho dùng kháng thể một liều duy nhất. Và đến ngày thứ 6 là tiêm mũi kháng sinh đầu tiên. Hôm qua nó khẹt nhiều hơn đây rất nhiều. Và hôm nay nó đỡ hơn. Hôm qua nhiều, nay biết rồi. Đỡ sáng rồi. Khỏe đi. À, sáng khỏe. Sáng nay khỏe rồi. Vâng. Hôm nay thì tiêm mũi thứ 2, mũi kháng sinh lần thứ 2. Thì chắc chắn rằng sau mũi này thì con Nga nó sẽ khỏe trở lại và nó sẽ hết khẹt. Hết ngay thì nó sẽ không hết ngay, bởi vì là bản chất của con Ngan và bản chất của hen khẹt nó là như thế. Nó sẽ phải từ từ khoảng 3-4 ngày thì nó mới tự, rồi nó sẽ hết. Nó sẽ tự hết sau khi mình tiêm xong mũi 2 kháng sinh, sau khi mình tiêm 2 mũi kháng sinh. Từ cái hôm mà nó bị khẹt đến bây giờ thì tôi cho kháng thể vào và được mũi và một mũi kháng sinh. Tức là một mũi kháng thể rồi và một mũi kháng sinh tiếp theo. Thì tổng chết của 2 ngày là mỗi ngày 2 con. Cho đến ngày hôm nay là 4 con. Vâng, mới có 4 con thôi. Tỷ lệ hao rất ít luôn. Còn trước đó thì nó chết khoảng độ 30 con. 25 con à, 2 mấy? 25 con hả? 25 chú. Trước khi xử lý thì nó chết 25 con. Và đến khi sau khi xử lý thì nó chết có 4 con thôi. Cho cái tổng của cái đàn này. Và cái chiều hướng là đang tốt lên. Con ngan ăn khỏe hơn không chú? Ăn mạnh rồi. Ăn lên từ 4 ca cám, 5 ca cám. À, 5 ca cám. Có nghĩa là ăn tăng lên rồi gì? Vâng. Nước này là nước thuốc bổ đấy hả? Thuốc bổ anh. Ừ. Ăn thuốc bổ. Với cái phác đồ của cái đàn ngan như thế này thì các bác là nên là đầu tiên phải chẩn đoán cho thật kỹ nhá, bởi con ngan nó bé. Nó bé như thế này thì là để mà chuẩn đoán bệnh thì nó hơi khó. Có thể nói là rất khó luôn, bởi vì nó khi mà cái đàn nó mới chớm thì cái biểu hiện của nó là không rõ ràng. Biểu hiện không rõ ràng. Cho nên là chúng ta có thể là chúng ta sẽ sai khi mà chẩn đoán. Con ngan rất là to, khỏe đây. Để mà chắc ăn nhất thì các bác nên dùng cái kháng thể của bên em. Bên em đang dùng cái kháng thể là tiêm vào một mũi duy nhất. Sau đó mới được dùng kháng sinh, chứ không được dùng kháng sinh trước. Tức là mình phải nâng sức đề kháng của nó lên. Và cũng phải cần phải có một cái kháng thể chuyên dụng. Và cái kháng thể chuyên dụng cho cái bệnh này thì mới giữ được đầu con cao. Còn nếu mà vào kháng thể bình thường Thì cái con ngan nó sẽ không được như ý đâu. Nó sẽ khỏe được 1-2 ngày đầu, rồi nó lại bị. Rất nhiều bác là cho cái kháng thể vào xong rồi là tiêm kháng sinh vào nhưng vẫn cứ không được. Bởi vì cái kháng thể nó không phải là kháng thể chuyên dụng cho cái bệnh này. Các bác có nghe rõ tiếng nó khẹt không ạ? Vâng, cũng khẹt cũng tương đối nhiều. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì là nó còn đã giảm hơn so với ngày hôm qua rất nhiều rồi đấy. Ngày hôm qua nó khẹt rào rào luôn.
Và trong quá trình điều trị cái bệnh này thì ta phải cần phải cho thuốc bổ giải đầu gan này, hạ sốt này, rồi là những cái dòng vitamin để nâng sức đề kháng của con ngan lên, thể trạng của nó lên. Đối với cái con ngan ở cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà rất là nhạy cảm. Có những đàn thì nó bị rất sớm, như cái đàn này nó bị từ 5 ngày tuổi rồi. Vâng, 5 ngày tuổi nó đã bị rồi cơ. Còn có những cái đàn thì nó bị lúc hơn 10 ngày tuổi. Vậy cho nên là để mà nhận định cho đúng về cái bệnh của nó thì các bác nên mổ khám. Cái đàn này thì em mổ khám hôm cách đây 2 ngày rồi, cho nên hôm nay em không mổ nữa. Với lại em không có người đi kèm để mổ. Một mình em vừa quay video vừa quay video rồi em không mổ đàn này nữa. Nói chung là đàn này hôm đấy mổ ra thì rất là khó phát hiện, nhưng mà em có một số biểu hiện là em có thể khẳng định rằng là đàn này là vừa bị phổi này và bị gieo virus nữa. Cái thuốc bổ ở đây các bác lưu ý là các bác nên dùng cái dòng thuốc bổ kháng virus nhé. Và cái thuốc bổ dòng kháng virus thì nó sẽ tốt hơn. Nó tốt hơn. Con ngan, đây là con ngan đực. Con nào cũng cầm cũng rất chắc, bởi vì cái tỷ lệ hao hụt của nó đến bây giờ thì sau khi điều trị thì nó mới chỉ có 4 con thôi, chứ không có nhiều. Có thể nói đàn này nó sẽ không còn chết nữa. Vâng, tỷ lệ đạt đầu con đàn này cũng khá là cao. Ngoài trường hợp úm ra, nói chung là bác chủ đây là cũng lần đầu tiên úm ngan, cho nên là cũng siêu kinh nghiệm nhiều năm để hao hụt mất 25 con. Như vậy là cũng nó cũng nằm trong cái tỷ lệ cho phép. Tỷ lệ cho phép của em là 10% cho đến lúc bán. 10% cho đến lúc bán. Nhưng em không sẽ không tính, em sẽ không tính cái giai đoạn úm nhá. Trong 4-5 ngày đầu em không tính đâu. Bởi vì đó là còn liên quan đến giống nữa. Còn cái số còn lại từ 5-6 ngày trở ra cho lúc bán thì cho phép, em cho phép là 10%. Nhưng trên thực tế thì thường thường chỉ hết 5% thôi. Nhưng mà em cũng muốn nới rộng ra một chút là 10%. Để đến khi thì các bác không, các bác lại bảo em nói khoác. cái kháng thể ở đây bọn em cho dùng cái đàn này đó là cái kháng thể là Loha. Vâng, kháng thể ngan vịt. Nó có tác dụng là chữa bệnh Tembusu và gieo virus. Các bác đang làm với em từ trước ấy, cách đây mấy tháng ấy, thì em chưa có cái kháng thể tổng hợp thế này, cái kháng thể kép này, mà em chỉ có kháng thể đơn, tức là cái kháng thể về Tembusu thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái kháng thể đơn nó không tác dụng không cao, bởi vì nó lại có cái bệnh là gieo virus nữa, cho nên là em thay đổi lại và em đã nhập cái, em đưa cho dòng kháng thể gọi là kháng thể kép vào, tức là nó giải quyết được hai vấn đề chính, đó là Tembusu và gieo virus. Thì khi mà cho cái kháng thể đó vào một ngày, đối với những cái đàn ngan mà mới chớm, nó mới chết độ vài ba con nhé, thì tỷ lệ chết của nó cho 1.000 con nó khoảng độ từ 10 con, từ 20 con đổ về, hơn 10 con thôi, thường thường là hơn 10 con. Còn với những cái đàn nào mà đã chết tới tỷ lệ là vài trăm con rồi, tầm 200 con, thì nó có thể chết thêm tới 100 con hoặc dưới 100 con nữa. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi vì khi mà các bác đã chữa sai, mà các bác cho nhiều kháng sinh và càng khó chữa. Vâng, các bác cho nhiều kháng sinh thì càng khó chữa. Đến khi mà cho kháng thể vào thì nó sẽ lộ ra những con nào bị. Chỉ một mũi sau một ngày nó sẽ lộ ra những con nào bị. Thì những con đó là em không tính trong cái số phần em chữa, bởi vì nó bị rồi. Và những cái con như thế là hầu như là đều kéo màng tim hết, tức là nó ghép với Ercoli kéo màng. Nó ghép với Ercoli kéo màng thì nó sẽ làm cho con vịt, con ngan là chết nhanh hơn và khó chữa hơn. Mới chớm như cái đàn này thì em dám đảm bảo rằng 500 con này chỉ chết tối đa là 10 con. Vâng, chết tối đa là 10 con. Và sau giai đoạn này thì nó sẽ không chết nữa, nó cứ thế nó lớn thôi. Nó cứ vậy nó lớn, nó không lai dai.
có em có rất nhiều các bác hợp tác với em ở các tỉnh Bắc Trung Nam, em đều có cả. Nói chung là phản hồi của các bác rất là tích cực. Dùng xong các bác gọi điện cảm ơn, em cũng rất là mừng. Nhiều bác còn chưa tin. Vâng, nhưng mà khi mà dùng vào thì mới thấy hiệu quả của nó. Cái kháng sau khi tiêm kháng thể xong thì em cho dùng là cái xếp. Vâng, của em có hai dòng xếp 5 và xếp 10. Đối với dòng xếp 5 thì 500 con, em cho tiêm 1 ngày một cặp. Còn đối với dòng xếp 10 thì là 1.000 con. Ở tầm tuổi này 1.000 con một cặp một ngày, tức là hết rất ít, chỉ có hai cặp kháng sinh thôi. Hai cặp kháng sinh thôi. Cái lỗi ở cái đàn này mà bác chủ ở đây lỗi ở trong quá trình úm, đó là hai ngày đầu tiên nhé. Hai ngày đầu tiên là bác chủ lại chỉ dùng cái bạt này lưới này thôi. À, mà không cho chấu nhé, không cho chấu bên trên. Đấy, lại chỉ để mỗi cái bạt này. Cho nên là úm là nó sẽ bị mất nhiệt và con ngan nó rúm lại và nó không ăn. Mặc dù bóng điện rất là nhiều nhé. À, 2 này, 4 này, 6 cái bóng điện, 7 cái bóng điện. Thực ra để úm 500 con ngan này ở cái mùa thu này thì 7 bóng điện này là quá nhiều. Quá nhiều. Nếu như ở một cái quê rộng như này thì các bác có thể dùng tối đa đến 4 cái bóng điện thôi. Và các bác che phủ bên trên nhé. Vâng, che phủ trên mặt này. Che phủ nhưng mà vẫn phải để hở nhé. Chứ đừng có che kín thì con ngan nó sẽ khó thở, nó sẽ hèn, nó gây hèn. Chính vì là nó hao 25 con là do là bác chủ là chỉ dùng cái lưới này thôi. Vâng, chỉ dùng cái lưới này mà không cho chấu bên trên. Dẫn đến là một sai lầm, dẫn đến là nó bị hao. Với cái con ngan mới nở, kể cả mùa hè nhé các bác, đều phải úm làm sao để cho nó ấm được cái bụng, ấm trên và ấm dưới. Rõ ràng là thời tiết rất nóng, thế nhưng mà với con ngan con thì nó không chịu được gió. Vâng, cứ gió là nó không chịu được đâu. Cũng như mình thôi, gió quá cũng không chịu được mà mình còn yếu. Ví dụ thời tiết mà nó gió to một chút là úm, mà úm trên sàn, nhất là úm trên sàn như thế này. Úm trên sàn như này, kể cả mùa hè cũng vẫn phải có lót nhé. Vẫn phải cho chấu vào. Cho chấu này vào nó đến vài ngày. Khi con ngan nó cứng cáp rồi, các bác có thể là bỏ chấu ra, rồi các bác thả trên sàn này thoải mái. Nhưng với cái mùa thu đông như thế này, mùa thu ở miền Bắc này, thời tiết bây giờ thì cũng rất là vẫn còn ấm. Tuy nhiên là úm như thế, úm theo kiểu của mùa hè là không thể úm được. Cái khẹt này thì cũng có thể là do bác chủ là thắp quá nhiều bóng điện và có thể là trùm quá kỹ. Tại vì em cũng không kiểm soát được cái này. Dẫn đến là có thể là bác ấy úm sai và nó đã hao hụt và gây ra hen khẹt. Tuy nhiên khi mà nó hen khẹt như vậy rồi thì mình cho kháng sinh đúng của nó thì nó vẫn cứ khỏi như bình thường, cũng không có gì phải sợ cả. Để mà giải quyết cái bệnh hen khẹt này thì nó sẽ còn đòi hỏi phải mấy ngày. Nhưng kháng sinh ta chỉ tiêm tối đa là 3 mũi thôi, không tiêm nhiều. Còn nó tự khỏi. Còn nếu như không đúng thuốc thì nó sẽ chết nhiều hơn. Các bác lưu ý nhé. Khi bị con ngan mà bị hen như thế này, khi con ngan con ấy mà bị hen như thế này thì các bác đầu tiên các bác phải mổ ra xem có bị viêm gan hay không. Bởi vì ở cái tầm tuổi từ một tuần đổ xuống thì con ngan nó sẽ bị hen, nếu mà nó hen như này thì phải để ý đến viêm gan. Mổ ra mà thấy gan của con ngan nó không sao, không phải viêm gan. Nhưng mà đừng mổ một con nhé, phải mổ nhiều con vào, 4-5 con vào. Những con nào kém và những con nào yếu chết ấy, thì các bác nên mổ ra để kiểm tra chính xác xem có phải viêm gan hay không. Nếu như viêm gan thì các bác cho kháng thể viêm gan. Còn nếu không phải viêm gan thì các bác phải xử lý theo cách khác và phải nghĩ rằng nó bị bệnh khác chứ không phải bị viêm gan. Và các trường hợp như thế này thì các bác nào mà cho kháng sinh vào ngay thì 50-50, tức là có thể đúng và có thể không.
Nếu như cho kháng sinh vào mà nó khỏi thì nó là đúng. Còn nếu mà có trường hợp mà cho kháng sinh vào là nó chết nhiều hơn và nó kém nhiều hơn thì các bác nên dừng lại. Vâng, các bác nên dừng lại. Và các bác nên gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình. Để em có thể là giúp các bác. Chứ nếu mà các bác mà khi mà các bác tiêm vào mà nó đã không được mà các bác cố tình tiêm vào thì các bác chỉ tốn tiền. Vâng, tốn đủ thứ hết. Tốn tiền thuốc này. Và thậm chí là tốn cả tiền bao nữa để đựng ngan nữa cơ. Vâng, nó tốn rất nhiều. Cái thứ hai nữa là mình không có cái cách giải quyết để cho những đàn sau. Ví dụ như những đàn này nó thế mà mình không biết cách giải quyết, mình không giải quyết được mà đến đàn sau nữa thì xin lỗi là nó cũng thế thôi. Vâng, nó cũng vậy. Nó chẳng khác gì nhau cả. Và đến ngày hôm nay thì còn chỉ còn một mũi kháng sinh ngày hôm nay nữa thôi. Thì lát nữa em sẽ đưa cho bác chủ để bác chủ tiêm ngày thứ hai. Và xong cái đàn này thì đàn này nó cũng sẽ không vấn đề gì, nó cũng chẳng có bệnh tật gì nữa đâu. Em khẳng định luôn. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của con ngan. Và cái đàn này lại bị sớm 5 ngày tuổi cơ. Em đã được chữa rất nhiều những cái đàn ngan như thế này. Và hầu như những cái đàn mới chớm như thế này mà gọi em sớm thì hầu gần như là không chết. Vâng, rất nhiều. Những cái đàn ngan vài 300 con có thứ này em vẫn làm. Và nhưng mà những đàn đấy thì em lại không quay lên video. Em không dựng lại thành video bởi vì số lượng nó quá ít. Và đến đây thì em Cảnh xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.